Lô bông tẩy trang giá trị 25k đang đổ bộ vào Hasuki. Đợt này em Hotosu mà không hot chắc tôi cũng chịu luôn quá. Em này được chứng nhận tiêu chuẩn từ châu Âu, làm từ sợi bông cotton châu Âu, không sơ bông, chắc chắn giúp tiết kiệm bông tẩy trang gấp 2 lần và còn tiết kiệm tối đa 50% dung dịch luôn đó. Mặt bông siêu đa công dụng với hai mặt, mặt dập nổi thì giúp tẩy sạch gấp 3 lần, mặt mềm mại còn lại mấy bà làm lotion mask nữa là đúng bài. Thiết kế túi rút tiện lợi, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Giá thì chỉ 25 cành cho 150 miếng thì quá hợp lý, đáp ứng được cho mọi lựa chọn, kể cả mấy bà nào khó tính nhất luôn. Mấy bà cứ mua dùng thử đi, rồi quay lại cho tôi xin cái review nghe thử giới. Mua ở đâu hả? Tại Hasuki nha.